đoàn thuyền Paralympic hai lần tham dự Thế vận hội người Na Uy Curtis Carlsen từng lạc quan nhận định. Đối với những người khuyết tật, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể mang lại những siêu năng lực. Cũng trong thời đại 4.0, chúng ta được chứng kiến những tỷ phú truyền thông không sáng tạo và sở hữu nội dung. Công ty taxi lớn nhất thế giới không sở hữu một phương tiện vận tải nào. Nhà bán lẻ giá trị nhất thế giới không cần phải quản lý hàng tồn kho bãi. Nhà cung cấp chỗ ở lớn nhất thế giới không nhất thiết phải sở hữu bất động sản. Tương lai của nền kinh tế và sự thịnh vượng chung của xã hội sẽ cần những cách tư duy và tiếp cận đổi mới khác với truyền thống đã viết đến trong 100 năm qua. Vậy lực lượng nào sẽ nắm bắt và làm chủ các cơ hội trong công nghiệp 4.0? Các cơ hội đó là có như nhau cho tất cả mọi người và hướng tới một cuộc sống nhân văn hơn hay không? Chiến thắng sẽ thuộc về những người có thể tham gia đầy đủ vào hệ sinh thái, mang tính dẫn dắt và định hình các đổi mới sáng tạo bằng việc cung cấp các ý tưởng, mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới, chứ không phải lao động có kỹ năng thấp hoặc vốn thông thường như trước kia nữa. Tốc độ, bề rộng và chiều sâu của cuộc cách mạng này đã buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về mục tiêu phát triển của các quốc gia, cách thức mà giá trị được tạo ra trong các tổ chức và làm sao để mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể được hưởng lợi từ sự đổi mới. Giờ đây, khi thế giới đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19, Việt Nam, thưa tất cả các quý vị đại biểu, công nghệ 3D, công nghệ cảm biến thực tế ảo sẽ ngày càng gia tăng ảnh hưởng tới các nền kinh tế và thị trường lao động trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của chính phủ Việt Nam đặt ra. Mà gần đây nhất, nền kinh tế số bao trùm ở Việt Nam. Vấn đề trước tiên phải kể đến đó là yêu cầu trang bị năng lực. Các lãnh đạo doanh nghiệp mong đợi nhân viên sẽ học hỏi những kỹ năng mới cho công việc. Còn ở Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang định hình lại và chuyển đổi quá trình phân phối lại việc làm giữa các lĩnh vực. Sự chuyển dịch về hình thức nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thì cũng kính thưa hội nghị là vừa rồi phòng rà soát thay đổi lại, hoàn thiện lại hệ thống luật pháp, các quy định, các chính sách. Chúng tôi cũng luôn hợp tác chặt chẽ với các bên trong việc giải quyết như phụ nữ và thanh niên. Đây cũng chính là chủ đề cả trong và ngoài nước thì sẽ giúp cho các phiên thảo luận hôm nay trở nên phong phú và sâu sắc, gợi mở cho các giải pháp, cho các vấn đề mà diễn đàn đặt ra và công nghiệp Việt Nam để diễn đàn đa phương này có thể diễn ra hàng năm và là nơi thảo luận, chia sẻ những chủ đề mang tính thời sự quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tôi cũng chính là người lao động, bởi vì chính họ là người sẽ biến cái công nghệ nó thành những cái sản phẩm. Chính họ trong cuộc cách mạng này sẽ cùng thảo luận, cùng trao đổi và đặc biệt là cùng hợp tác để đề xuất các cái chính sách phù hợp cũng như là tổ chức triển khai các cái kế hoạch hành động cụ thể. Về phần mình thì chúng tôi sẽ cam kết là nỗ lực cao nhất, vững vàng về nghề nghiệp trong cái bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và chúng tôi cũng kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thay mặt những người lao động cũng rất cảm ơn. Và 2021년 이해관계자 포럼 멤버들에게 감사의 말씀드립니다. 이해관계자 포럼은 제1회가 개최된 지 3년이 지났으며 지속적인 연구와 혁신의 노력에 연속되었고 이제 이것은 우리의 전통이 되었습니다. 지난 1년간 삼성과 공동 주최자들은 상호 협력을 통해 베트남의 상생과 발전을 위한 새로운 주제를 연구해 왔습니다. 이가 되었고 사람이 중심이라는 삼성의 정면 철학을 다시 한번 생각하게 되었습니다. 대회를 각각 운영 중에 있습니다. 특히 지난해부터 하노이시 떠이오떠이 신도시의 운영 중에 사람의 중심이 되는 기업을 만들어갈 예정입니다. 얼마 전 삼성 vai trò cũng như là có những cái mối liên kết về mặt biện chứng với nhau. Rất nhiều ba cái đỉnh tam giác này, đặc biệt là yếu tố về vai trò của các tổ chức xã hội, nó sẽ đảm bảo được cái việc phát triển về mặt kinh tế, xã hội, đảm bảo một cái sự phát triển công bằng, cũng như là những nhóm mà chịu những cái tác động, những cái sự va đập rất là mạnh
của đợt dịch của chúng ta đều bị đe dọa. Tất cả những cái thành quả phát triển về mặt kinh tế xã hội, không phải chỉ riêng của Việt Nam mà của rất nhiều các quốc gia khác, những nỗ lực trong rất nhiều năm, chúng ta cố gắng trong một sự bình đẳng, chúng ta cố gắng trong một sự phát triển, không bỏ bị không để đặt. Xin quý vị hãy sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Nghiên cứu. Thì trước khi bắt đầu vào kết quả nghiên cứu, tôi xin được như trong cái video clip lúc đầu chúng ta đã giới thiệu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang lại những thay đổi mạnh mẽ trong phương thức sản xuất của trong công nghiệp 4.0 thì ta không thể không nhắc đến vai trò của cái khu vực công nghệ thông tin đưa cung cấp các giải pháp quá trình nâng cao năng lực đào tạo cho người lao động được toàn diện và đầy đủ nhau không, để xem cái khung năng lực này có khác gì so với khung năng lực trước đó. Và để cái nghiên cứu này đều đánh giá cái sự tham gia của doanh nghiệp, phía VCCI thì chúng tôi tiến hành khảo sát hơn 400 doanh nghiệp đại diện.